Bút ký vào nhá, tao đang xoay đấy. Đấy, đưa chị luôn. Cứ đi qua một lượt đi xong rồi. Phải để cho nó khô đã thì mới ăn. Này hôm nay chỉ cần nột túi bóng ra là ok rồi đúng không? Tịt mẹ kính sần nếu mà đánh thì ốm xác luôn. Đánh thế nào? Đánh được nhưng mà nó nâu. Thế này là phủ nước bóng nữa là xong cái gì? Bây giờ phun này nó còn bụi bặm nó còn bị chậm. Thì mẹ ra ngoài đây phun sướng hơn chứ. Ở trong nhà thì thôi chắc chết. Tức cực, phun này nó nhí mặt là đứng. Cái này anh ngửi nhiều mẹ không quen đau đầu, đừng đùa. Chết đi nhỉ. Cái loại này nhá, phun xong một cái rượu chỉ vài ly là say. hỏi chú Tùng đấy, sớm đấy chú ấy mở cửa ấy. Quay người quay mặt gì quá, tôi vừa gái lại trong đời. Nói chung muốn học nghề nhanh thì phải tự xử hết, cái gì cũng làm thì nó mới nhanh được. Anh vô cho mấy cái kia gọn gọn mà để anh nó phun nó khỏi vướng chân, nhìn thấy nó phun nó vướng cái cửa cánh cửa kia gần ghế không, dê sàn sàn ra để cho ấy để anh nó làm nó không vướng.